Vào đêm qua, lực lượng trinh sát thuộc vùng 1 Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện và bắt giữ một tàu chở 2.000 tấn than cám không có bất kỳ một thứ giấy tờ nào đi kèm. Đáng nói là việc những người vận chuyển thuê đã lợi dụng đêm tối liều lĩnh chở hàng hóa bất hợp pháp, di chuyển trong điều kiện không đủ an toàn. Thời điểm bị kiểm tra và bắt giữ, tàu ND2558 chở theo hơn 2.000 tấn than cám đang di chuyển trên vùng biển Long Châu, Cát Bà, Hải Phòng. Số hàng hóa trị giá gần 1 tỷ đồng này không có giấy tờ nào đi kèm. Tàu chỉ có máy trưởng tên là Phạm Ngọc Tuyến, sinh năm 1976, trú tại Nam Định, không có thuyền trưởng. Đáng nói là dù tàu ND2558 không có giấy phép rời cảng, không có thuyền trưởng và tất cả những người trên tàu thay nhau điều khiển tàu trong điều kiện không đủ an toàn, không ai có giấy phép hành nghề nhưng vẫn liều lĩnh vận chuyển thuê hàng hóa giữa các vùng biển xa. Thời gian gần đây, Cảnh sát biển Việt Nam qua tuần tra kiểm soát phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trên biển đã bắt được nhiều tàu chở hàng lậu các loại. Tuy nhiên, qua vụ việc này cho thấy sự manh động và liều lĩnh bất chấp các quy định của pháp luật của các đối tượng buôn lậu. Cục Cảnh sát biển đang củng cố hồ sơ để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý.